Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị các bạn sản phẩm máy phun sơn Shimizu. Đây là sản phẩm máy phun sơn Shimizu sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Nhật Bản. Cái sản phẩm máy này thì bao gồm động cơ bơm áp lực cao, cũng như là bộ điều khiển thông minh smart control. Trọng lượng của cái máy này rơi vào khoảng 18 kg, tùy theo mã sản phẩm, tùy theo công suất. Với máy thiết kế đường ống cao áp ra đến súng phun và bếp phun. Đó, đây là súng phun, bếp phun. Trên một bộ sản phẩm đi kèm theo gồm có 2 cờ lê để bạn bắt những đầu ống lại, và có hệ thống dòng phớt cao su. Đó, cũng như là một hộp dầu để bảo dưỡng bôi trơn. Với máy này thì với thiết kế cái hộp smart control này, khi bạn cắm điện vào thì hộp smart control này sẽ hiện điện và máy có thể hoạt động nếu trong trường hợp bạn chưa lắp sẵn vòi bơm. Đấy, trên này đồng hồ hiển thị cái megapascal, tức là áp lực của sơn lên ống. Và loại máy này là loại máy có thể phun được vừa sơn nước và vừa sơn dầu. Sơn nước tức là sơn tường nhà và sơn dầu. Máy được thiết kế rất đặc biệt. Đó, với hệ thống chân này, khung sườn máy rất chắc chắn này, sử dụng mà động cơ không trổi than, bền và ổn định, không nóng máy. Máy thiết kế cái cấu cầm tay và có thể xách đi xách lại được. Với thiết kế có một đầu ống vào, ống cao su, nó gọi là đầu ống hút vào bơm, và một đường ống tiếp theo là đường ống nhỏ bên cạnh, và đường ống nhỏ đấy để mình điều tiết cái lượng sơn quay lại để nó quấy thùng sơn lên. Với sản phẩm này thì đây là bộ phận mà đầu ống hút của bơm. Trong này thì có một hệ thống bơm, tốc độ động cơ quay sẽ làm piston đi lên đi xuống. Đây bạn có thể nhìn thấy là một bộ phận vừa rời tháo ra ngoài, giống như là lõi của hệ thống bơm. Đầu ống đó, bạn nhìn thấy đầu ống này lắp vào cái bình tích áp, coi như là vừa tích áp vừa là van áp. Thì trong trường hợp bạn sử dụng với áp lực của sơn và cũng như với lưu lượng, bạn phải lắp một vòi, hai vòi. Thông thường mọi người sẽ lắp một vòi phần cuống ống. Trong máy, khi mà máy đi theo thì có một bộ dòng phớt cao su, có thể dùng để lắp, để bạn thay những bộ phận mà giắc co lối, cũng như bạn phải lối dài ống, lối tay súng dài thêm. Cái giắc co này thì giúp cho ống nó kín khít và không dò dầu. Theo tôi xin nhớ về cái máy này, thế bạn có thể nhìn thấy sơn thì bạn để không được đặc quá, thế bạn phải cho nước vào pha, sơn hơi lãng một chút. Bạn chú ý là đầu ống hút và ống hồi dầu thì cắm vào cùng một chỗ, bạn không được để cái ống hút khi bạn làm thì bạn không được để sơn nó hết, nó sẽ không tốt cho máy. Tức là khi mà sơn hết thì máy sẽ kêu, máy sẽ chạy một tiếng kêu khác và không có áp lực, bạn nên tắt điện, thêm sơn vào. Với sơn nước thì bạn hòa lưu lượng, tức là sơn thông thường bạn thêm một chút nước tùy theo. Đó, bạn chỉnh smart control vào cỡ 20-22 megapascal là để máy hoạt động và phun sơn thông thường, loại vải thông thường, loại sơn thông thường. Tại điều kiện áp suất môi trường thông thường thì bạn không quan tâm nhiều cả, bạn chỉ cần đặt chỉ số từ 20-22 tùy theo. Thì bây giờ tôi sẽ cho bạn xem đây là sắp sơn, đây là đầu bếp sơn. Đó, nó có cái chỉ bắt đầu xanh này cũng chính là cái đầu mà định hướng đường sơn của bạn, anh nhờ để bạn chỉnh rồi sơn. Đây tôi sẽ ra ngoài để tôi sơn cho bạn xem. Khi mà sơn bạn chỉ cần bóp, bạn chỉ cần bóp cái cò đấy thôi. Đây, cho bạn xem này, dùng bóp, bạn bóp cò, đó, máy tự chạy, máy sẽ tự chạy. Và lúc nào áp lực cũng đảm bảo từ 20-22 megapascal. Không những loại máy thông thường mà máy yếu thì công suất nó không tích được đủ, nên khi bạn phun nó rất giật cái đầu súng và làm cho không đều. Máy này bạn phun rất là đều, bạn yên tâm về chất lượng phun của chúng ta. Bạn chỉ cần đều tay đưa đi lại được. Đây là tôi có thể thử cho các bạn thôi. Khi bạn làm thì các bạn sẽ làm nó đẹp hơn. Tôi không phải là thợ sơn, chỉ
về hướng dẫn sử dụng máy. Các bạn có nhìn thấy, bạn ghi rất đều. Và tôi nghĩ rằng là với dung tích của máy là 2 lít một phút thì bạn bạn sơn một thùng sơn 20 lít thì tôi nghĩ là không quá 10 phút, khoảng độ 10 đến 15 phút. Máy này có thể hoạt động bằng 4 đến 6 người lăn tay thông thường mà thành thạo. Máy có những ưu điểm mà nó có thể phun được bất cứ vị trí nào mà bạn muốn phun, không sợ góc. Và bạn nhìn đồng hồ tích tắc 20,6, luôn tích ở vị trí đó từ 20 đến 22. Máy sẽ tích tắc của nó, khi mà tụt xuống dưới 20 thì máy sẽ tự động bấm điện, và khi bạn nhảy cò xuống ra thì áp lực nó sẽ tăng lên và máy sẽ tự tắt đi, đảm bảo là máy sẽ hoạt động rất là tốt. Bạn yên tâm về máy này.